Xin chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh giống cây trồng Phú Nông. Hôm nay đầu xuân năm mới, Phú Nông xin gửi đến tất cả các quý bà con và đặc biệt là các anh chị em đang làm trong ngành nho. Một lời chúc, xin chúc tất cả mọi người và gia đình năm mới an khang thịnh vượng, sức khỏe dồi dào, công việc thì có nhiều cái thành tựu, thành công mới và đặc biệt là năm nay chúng ta sẽ có nhiều cái vụ mùa nho bội thu chúng ta vừa được mùa vừa được giá để cho đời sống của bà con anh em trồng nho ngày càng khấm khá tốt đẹp hơn à, hôm nay thì là ngày mùng 7 âm lịch thì Phú Nông đang vẫn còn đang ở nhà ở quê để ăn Tết chứ chưa bắt đầu vào cái ngày làm việc chính thức tức là ngày mùng 9 thì tranh thủ cái thời gian này còn đang ở nhà thì Phú nông sẽ à, cắt cành cho ra hoa cái cây nho và vụ xuân năm 2023 thì Phú nông à, sẽ quay một cái video để à, chia sẻ một số thông tin hữu ích để tất cả các à, anh em và đặc biệt là các à, bác mà đang à, mới vào nghề trồng nho hoặc chúng ta trồng nho chân thượng chúng ta chưa có À, nhiều kinh nghiệm thì để cho các bác tham khảo Để cái quy trình cắt cành cho nó bông cây nho năm hai vụ mùa xuân năm 2023 nó sẽ như thế nào và phú nông có chọn hai cây nho trong một hàng cạnh nhau để làm mẫu trong đó thì có một cây nho thì tạo cành tạo tán đã đẹp như trong hình các bác xem mà cành cấp 1 cấp 2 thì khá là đều còn lại là một cây nho mà đó, tạo cành tạo tán nó chưa được chuẩn lắm thì phú nông sẽ dùng hai cây nho này để làm mẫu để cho các bác để cắt cành và quay video cho các bác tham khảo về cái quy trình xử lý hai cây nho này sẽ như thế nào ừ. khi cắt cành cho ra hoa vụ xuân 2023 thì phú nông có một số lưu ý như sau đầu tiên là về phân bón từ 10 đến 15 ngày trước khi cắt cành chúng ta cần bổ sung một đợt phân bón cho cây nho và các bác cần phải tưới đẫm chi tiết thì em đã có video hướng dẫn cho các bác rồi. Cái lưu ý thứ hai là khi chúng ta cắt cành thì chúng các bác phải lưu ý chú ý đến cái nhiệt độ. Nhiệt độ chúng ta theo dõi là nhiệt độ phải ổn định trên 15 độ C và ổn định liên tục trong khoảng thời gian ít nhất là 10 năm đến 20 ngày. Lúc nào nó phải trên 15 độ và có xu hướng tăng thêm. Cái lưu ý thứ ba là chúng ta sẽ để bao nhiêu cái mắt ngủ trên cành cấp 2 khi chúng ta cắt cành. Đó là thông thường đối với những cái cây nho mà nó phát triển có cái cành cấp 1, cấp 2 nó đều nó đẹp, cành cấp 2 nó to thì chúng ta sẽ để lại khoảng hai mắt khi chúng ta cắt cành. Còn đối với những cái loại nho mà cái tỷ lệ phân hóa mầm hoa của nó thấp, ví dụ như là hạ đen, ngón tay đen hoặc là các cành cấp 2 nó nhỏ, cái tỷ lệ ra bông thì trên cái mắt ngủ nó thấp thì bắt buộc là chúng ta phải để cái số lượng là mắt ngủ trên cảnh cấp 2 nó cao hơn chúng ta sẽ để 3 hoặc là 4 thì từ đó nó giúp đảm bảo cái số lượng bông hoa trên cùng một diện tích à, một số loại nho mà nó phân hóa mầm hoa tốt như là nho mẫu đơn ở Nhật hoặc là ở Hàn ấy, thì người ta cắt cành người ta chỉ để lại một cái mắt ngủ thôi đấy à, còn ở Việt Nam chúng ta thì cái thời tiết nó không đủ lạnh như ở bên đấy thì khả năng phấn hóa mầm hoa của cây nho nó sẽ kém hơn thì chúng ta nên để khoảng hai cái mắt ngủ trên một cành cấp 2. Đó là phương pháp cắt cành dành cho những cái cây nho mà nó có cành cấp 1, cấp 2 nó đều, nó đẹp. Còn đối với những cây nho mà các bác trồng cái cành cấp 1, cấp 2 nó không đều, không đẹp, nó nhỏ, nó bé thì chúng ta cần phải xử lý theo một phương pháp khác. Chúng ta sẽ làm song song hai việc. Việc thứ nhất là chúng ta vẫn cắt cành cho ra hoa ăn quả bình thường. Việc thứ hai là chúng ta sẽ tạo lại cành cấp 1, cấp 2 sao cho nó đều nó đẹp hơn. Đối với những cái cành cấp 2 mà nó đều nó đẹp, sẵn rồi thì chúng ta sẽ cắt để lại hai cái mắt ngủ như bình thường. Còn đối với những cành cấp 2 mà nó xấu như này thì chúng ta sẽ cắt loại bỏ luôn. Ở những vị trí mà cành cấp 2 nó thiếu, nó xấu thì chúng ta sẽ kéo cái cành cấp 2 xuống và chúng ta biến cái cành cấp 2 này trở thành một cành cấp 1 chúng ta sẽ ghim nó vào cái dây của cành cấp 1. Sau đó, chúng ta sẽ dùng cái chế phẩm chấm mầm, chúng ta chấm vào các mắt ngủ trên cành cấp 2 đó thì các mắt ngủ ấy sẽ nảy mầm và chúng ta sẽ lựa chọn các cái mầm nào nó đẹp biến chúng trở thành cành cấp 2 mới, còn cành cấp 2 cũ nó sẽ trở thành cành cấp 1. Và khi đó thì chúng ta sẽ tạo lại được một cái bộ dàn cành cấp 1 cấp 2 nó đều nó đẹp hơn. Đặc biệt là đối với các bác mà trồng nho sân thượng, trồng nho tại nhà thì mọi người thường ít quan tâm để ý đến việc tạo cành cấp 1 cấp 2 nên thường cái cành cấp 1 cấp 2 nó không được đều được đẹp lắm. Nên các bác nên tận dụng cái khoảng thời gian này chúng ta tạo lại cái cành cấp 1 cấp 2 và chúng ta vừa có thể cho ra hoa ra quả luôn thì nó sẽ rất là phù hợp. Đó là ba cái lưu ý mà các bác nên chú ý trước khi chúng ta tiến hành cắt cành cho cây nho lý thuyết thì em đã à, chia sẻ cho các bác rồi thì sau đây thì em sẽ thực hành cắt cành trên hai cái cây nho này à, em thì chỉ quay video một mình thôi nên là cái quá trình cắt cành thì em sẽ không không quay lại được em sẽ quay lại cái thành quả cho các bác trong à, cái vi, trong cái đoạn video sắp tới đây